một đội tàu hải quân Trung Quốc đã thực hiện chuyến đi vòng quanh các đảo chính của Nhật Bản trước thềm hội nghị G7 do Tokyo làm chủ nhà vào tuần tới. Bộ Quốc phòng Nhật Bản ngày 11 tháng 5 công bố một bản đồ cho thấy tàu khu trục tên lửa dẫn đường Tai 055 Hasa, một trong những tàu chiến mạnh nhất của Trung Quốc, dẫn đầu một đội tàu 4 chiếc thực hiện hành trình 12 ngày vòng quanh các đảo chính của Nhật Bản. Hoạt động này diễn ra trong bối cảnh Nhật Bản chuẩn bị tổ chức hội nghị thượng đỉnh G7 vào tuần tới. Giới quan sát nhận định, đây là động thái của Trung Quốc nhằm phô diễn sức mạnh quân sự trong bối cảnh căng thẳng ở khu vực đang nóng lên. Bản đồ của Nhật Bản đăng tải cho thấy nhóm tàu bắt đầu hành trình từ ngày 30 tháng 4 ở eo biển Tsushima giữa Hàn Quốc và Nhật Bản, đi qua eo biển Sugaru ở mũi phía bắc của Hokkaido vào ngày 5-6 tháng 5 và sau đó là chuỗi đảo Izu phía nam Tokyo vào ngày 11 tháng 5. Sau khi Nhật Bản công bố bản đồ, báo nhà nước Trung Quốc Global Times đã liên hệ chuyến đi của đội tàu chiến với những phát biểu khiêu khích gần đây của Nhật Bản về tình hình Đài Loan. Trung Quốc coi Đài Loan là lãnh thổ phải được thống nhất bằng mọi giá, kể cả dùng vũ lực. Chuyến đi này là một cuộc tập trận ở biển xa Hải quân Trung Quốc, không vi phạm bất kỳ luật pháp quốc tế nào hoặc nhắm mục tiêu vào bất kỳ bên thứ ba nào. Tuy nhiên, nó có thể được coi là gửi một thông điệp mạnh mẽ tới Nhật Bản, bài báo viết. Hôm 10 tháng 5, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio cho biết, hòa bình và ổn định của eo biển Đài Loan là rất quan trọng không chỉ đối với đất nước chúng tôi mà còn đối với toàn bộ cộng đồng quốc tế. Vào cùng ngày, Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi cho hay, Tokyo đã gửi một thông điệp phản đối tới Bắc Kinh về những bình luận của một nhà ngoại giao Trung Quốc rằng Nhật Bản sẽ bị kéo vào lửa nếu Tokyo liên kết với Đài Loan về an ninh. Trung Quốc thường coi vấn đề Đài Loan là tình hình nội bộ và yêu cầu các bên không can thiệp. Theo Dân Trí, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.